Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chân chánh tu hành, nơi đó tai nạn sẽ giảm bớt. Nếu nhiều người cùng nhau kết hợp tu hành, thì sức mạnh tập thể sẽ hóa giải, tiêu trừ được tai nạn. Hiện nay, toàn thế giới đâu đâu cũng tràn ngập thiên tai nhân họa, nơi nơi đều trở nên hắc ám, không có ánh sáng, chứng tỏ rằng sinh mạng của nhân loại đang bị đe dọa trầm trọng. Cái không khí hắc ám ấy quả thật xưa nay chưa từng có. Hiện nay toàn cầu đều bị bao phủ bởi ám khí, và ác nghiệp đen tối cũng bao phủ khắp nơi. Cách duy nhất để diệt trừ tai họa ấy là chúng ta phải nương theo Phật Pháp mà tu hành. Ở đâu có người chân chính tu hành, ở đó tai nạn sẽ giảm bớt. Nếu nhiều người cùng nhau kết hợp tu hành, thì sức mạnh tập thể sẽ tiêu trừ được tai nạn, hóa giải được độc khí tàn khốc ấy thành không khí hòa bình kiết tường. Muốn được vậy, mọi người cần phải thật sự tu trì, chân chính hành đạo đúng theo Phật Pháp. Hòa Thượng tuyên hóa, ngày nay thế giới động loạn, chư vị đều cảm nhận tình cảnh động loạn này rất rõ ràng. Hơn nữa, tai biến nhiều phi thường, bất luận ở quốc gia nào trên thế giới, ở địa khu nào, có nhiều tai biến to lớn. Ngày nay tin tức, thông tin đều chẳng tường trình nữa. Tại sao không tường trình nữa? Chúng ta suy đoán có thể là vì sợ mọi người biết được sẽ cảm thấy khủng hoảng. Vì muốn an định cục diện xã hội trước mắt nên rất nhiều tai nạn lớn đều không tường trình nữa. Đây là điều chúng ta có thể lý giải được. Nhưng những tai nạn này xảy ra như thế nào? Người đời chẳng hiểu nguyên nhân, đều gán cho nó là tai họa tự nhiên, đẩy trách nhiệm cho thiên nhiên, hình như chẳng liên quan gì đến con người chúng ta. Đây là sự sai lầm to lớn. Có quan niệm và tâm thái này, không những tai biến không thể chấm dứt mà càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta sẽ còn phải chịu tai nạn lớn hơn. Chúng ta có trách nhiệm, có sứ mạng làm thế nào giúp đỡ xã hội, hóa giải, giảm nhẹ, đình trệ những tai nạn này. Đó chính là hết lòng học Phật, hết lòng tu hành. Khi nói về thời đại hiện nay, Phật trong kinh thường nói đến chữ điên đảo. Cái gì điên đảo? Người thế gian đều bị hoàn cảnh chuyển, tâm người thế gian bị hoàn cảnh chuyển. Hiện nay tai nạn gì xảy ra, người ta đều đổ thừa cho là tai họa tự nhiên, chẳng liên can gì đến con người. Đây tức là tâm bị cảnh chuyển. Đây là sự sai lầm to lớn. Chúng ta xem thời cổ, bạn coi lịch sử. Thời xưa nếu trong xã hội xảy ra tai biến trọng đại thì những đế vương, đại thần, quan viên địa phương giống như thị trưởng, quận trưởng hiện nay, tức là những bậc lãnh đạo ở địa phương, họ đều thọ trì trai giới, giảm phần ăn, lúc bình thường ăn cơm, như lúc vua ăn cơm. Có lẽ quý vị có người cũng không biết, trên bàn ăn của vua nhất định phải có 100 món ăn, chẳng kể là vua ăn hay không, đều không thể thiếu. Giảm phần ăn là gì? Giảm phân nửa. Thật sự phản tỉnh, suy nghĩ lỗi lầm, đại xá thiên hạ, làm thêm chuyện tốt, hy vọng có thể chuyển đổi. Chuyển đổi trên thực tế chính là hy vọng tâm địa hiền lành có thể biến đổi hoàn cảnh, chấm dứt kiếp nạn. Người thời trước biết làm như vậy, người hiện nay không biết. Người hiện nay cho rằng tai nạn chẳng liên can gì với mình. Người thời trước biết, nho giáo, giáo, nhà Phật đều biết. Chúng ta biết, phải bắt đầu làm từ bản thân mình. Thế nên nhất định phải biết, ai có trách nhiệm đối với kiếp nạn thế gian, mình có trách nhiệm. Con người ai nấy đều có thể giữ tâm tốt, làm chuyện thiện, thì kiếp nạn sẽ được hóa giải. Kiếp này là tâm kiếp, căn nguyên là từ tâm, chẳng phải chi khác. Thế nên ngày nay chúng ta phải phản tỉnh sâu xa. Đức Phật trong kinh đã giảng rõ nhân và quả. Pháp sư Tịnh Không 70 tuổi từ xưa đã hiến, sống trăm năm có được mấy người. Người giác ngộ thấy rõ thế gian hệt như một trường hí kịch, rất mộng dài. Chỉ còn một câu A-di Phật để đắp đổi tháng ngày, chỉ lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới làm nơi hướng về. Nay ta niệm Phật, mai sau sanh về Tây Phương. Còn gì hay hơn, hãy nên vui mừng lớn lao, đừng sanh phiền não. Giả sử gặp phải chuyện chẳng như ý, hãy liền xoay chuyển ý niệm, gấp rút đề cao câu niệm Phật này, hồi quang phản chiếu. Ta là người sống trong thế giới của Phật A-di, lẽ nào còn thấy biết như người trong thế gian mà nóng giận, vui vẻ. Chỉ nhất tâm niệm Phật, Liên Trì Đại Sư. Ha ha ha, 问什么的说呵。